Biết là bà đi làm cái gì về đây cô bác này. Thấy là có một nén hương với lại thêm là một bìa một cái giấy vàng má gì đấy. Cũng cũng như là bác Mạnh Thường Quân có nói với cháu Lực rằng là sợ rằng là Quân là cũng cùng bạn với lại bé trước khi mà Quân đi ấy, thì là cũng có đi thêm là ba người bạn nữa. Đấy, khi mà không có gì ấy, thì sợ rằng là các bạn lại rủ Quân là cắm xe này kia thôi. Đây các bạn. Mua cái thẻ nào nó nào. Đây các bác đi thu hoạch lúa về các bác ạ. Một năm vừa qua thì thu hoạch lúa về đến nhà phải nói là rất là vất vả để mà làm ra được những cái hạt thóc như này các bác. Và lời đầu tiên thì cho phép cháu Lực xin được gửi một lời chào tới tất cả cô bác anh chị và tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Đức lại tiếp tục là đi xuống nhà của em Quân cô bác ạ. Mình các bác thì đang mỗi người là một bao thóc lên tàu đó thôi. Bày cái nó ngoài khảo nó bác Đúng rồi, chắc 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 đây quá. nộ. Các chủ có chú thì điệu bằng vai, còn có anh thì điệu bằng đầu. Bao đây rơi tầm bao nhiêu cân hả anh? 30 cân. Tầm 30 cân thôi à? Thế là cũng vừa sức nhỉ. Nhưng mà mỗi tội là lên dốc ghê quá. Hôm nay nhà anh gặt à? Vâng, à. hôm nay nhà anh Gặt hết chưa anh? Chưa. Vẫn chưa hết á? Chưa. Mai liệu một ngày nữa không anh? Mai một ngày nữa. Vâng. Bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của em Quân cô bác nhá. Và cái thời điểm này thì cháu Lực đi xuống đấy cô bác là không có bắt gặp là em Quân đâu, chỉ có là ông bà với lại là bé Hiếu thôi cô bác. Quân thì cũng biết tin được rằng là đi làm là khá là xa, hiện tại là em ấy vẫn chưa thể mà đi về được và cháu Lực vẫn chưa thể biết là cái tin tức của em Quân thì hiện tại đã như thế nào rồi. Đấy, nhưng mà cũng có một số cô bác Mạnh Thường Quân ấy thì cũng có điện cho cháu Lực ấy, có nói rằng là lâu lắm rồi không thấy xe của Quân đấy các bác. Thì có một số các bác thì cũng nghi vấn được rằng là liệu là có phải là xe của Quân thì đã bị mất không. Đấy, trước khi đi làm thì cũng được là bà bé là gửi cái phần quà rất là lớn em cho em Quân, cho những lúc mà em Quân đưa ông bà là đi vào viện là này kia các bác. Khi mà cháu Lực xuống thì cũng nghe tin là đi làm ấy thì cũng không thấy xe ở nhà cả, thì chắc là Quân là cũng lấy cả xe máy đi làm. Còn là xe máy của Quân thì chỉ cần là đội mũ bảo hiểm vào và lai là đầy đủ người thì đi được cô bác ạ. Đấy, không cần phải là bằng xe của em Quân thì là 50 phân khối thôi cô bác. Ở đằng sau nhà thì hôm trước là cháu Lực đi xuống thì thấy là rất là rậm rạp cô bác, nhưng mà mấy hôm nay đi xuống thì chắc là cũng thấy là ông bà hoặc là chú hàng xóm đấy phát đằng sau nhà kia là cũng đỡ rậm rạp hơn một chút cô bác ạ. Nhà của Quân thì là ở dưới kia, hiện tại là vẫn còn chưa được thu hoạch lúa của bác ạ. Đấy. Hàng xóm thì hầu như là ai cũng đều thu hoạch hết rồi, chỉ có mỗi nhà của Quân là vẫn còn là khá là lẻ loi, là cháu Lực thấy là vẫn còn khá là xanh của bác ạ. Không biết là thời gian vừa rồi cháu Lực xuống chia sẻ đấy các bác thì Quân cũng không biết là Quân có theo dõi ở trên là những cái video mà cháu Lực đăng tải lên những cái tin tức về Quân không. Thì nếu như mà đây thì cháu Lực đang gửi một lời tới cho Quân của bác nhá. Nếu như mà em có theo dõi được cả những cái video mà anh đăng tải lên thì rất là mong là em sẽ liên lạc lại với anh một ngày sớm nhất. Và hôm nay thì cháu Lực xuống đấy các bác thì cũng có gửi thêm một phần quà là của cô Nguyệt. Đấy, cô Nguyệt là gửi cho gia đình của Quân là một cân mắm tép, một cân tép khô của bác ạ. Cô thì gửi cho cháu Lực là rất là nhiều các bác, rất là nhiều, nhưng mà trong đó thì là chia ra cho những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đang đi chia sẻ các bác. Đấy. Đấy, vừa ra thì thấy bà lại không biết là bà đang cho lợn ăn hay sao các bác.
Ờ thì mùa chín đó không? Lợn thì con nào con đấy thì cũng đều rất là to và rất là béo này các bác này. Lợn này thì là cũng được là bà bé là bà ấy mua cho cùng với giáp tí hiếu á. Đây là hôm qua là bà có nói với cháu Lực rằng là bà Hiếu thì đi học về muộn các bác ạ. Ông với bà thì là đi làm cũng đi ra ngoài ruộng ngoài đồng làm đấy các bác. Này phò tí tét không ở phò cắn đó. Ở ba không ăn phát à tôi đi ra phò bắt xỉu hơn cái đấy. Học cái này học chưa phò ông bị rốt rồi học cái này học chưa nó bảo là bà làm việc gì thì cứ làm đi đấy, bà bảo là đi vào nhà uống nước đấy thì đi vào xem là hỏi bà xem là có tin tức gì về quân không có bác nhé. Đấy, dưới sàn nhà thì phải nói là ông với bà thì đi lấy với những cành củi nhỏ này các bác này, rất là nhiều. Cái cành củi này là không cẩn thận là bén là cũng rất là nguy hiểm đấy các bác. Phải vào trong nhà thì một cái khung cảnh mà phải nói là rất là giống từ trước đến giờ của bác, chưa có gì là thay đổi là nhiều cả. Chỗ ngủ của Quân thì là vẫn còn ở đây nhưng mà hình bóng dáng của Quân thì cũng đã mất tích là đến bây giờ thì độ được là 3 tháng của bác. Được 3 tháng rồi, chưa biết là tin tức của Quân là như thế nào nữa. Ở đây thì không biết là bà đi làm cái gì về đây của bác này. Thấy là có một nén hương với lại thêm là một bìa một cái giấy vàng má gì đấy. Cháy mà tí tên nào phò? Cháy mà tí tên á? Gà không ở nhà một cái là gà là lên tận trên nhà bới những cái vỏ cái vỏ mà hạt là lạc này các bác này. Văn này cũng học với tao văn hổ. Hôm nay thì là ông là tự đi đón các bác ạ. Này là cái này là cái quả đậu xí này các bác này. Đậu xí là bà là tự làm. Tối quá các bác nhìn không thấy thì cháu được ra ngoài sáng sáng một chút đấy. Quả đậu xí này các bác này. Đậu xí này là làm đậu xí khô đấy. Cái này thì được làm từ từ đỗ tương các bác ạ, nó lên men đấy. Con này mà không để phơi khô nha cũng rất là hay là dính con giòi này. Dính giòi rất là nhiều. Năng này. Hiếu thằng Văn khẩn lớp 4 tuổi là phò. Hiếu thì buổi sáng thì là ông với bà, buổi sáng thì là bà đưa bé Hiếu đi học, còn là đến buổi tối đây này các bác này, buổi tối này thì hôm như hôm nay cháu được đi xuống thì hiện tại là ông đang đi đón bé Hiếu. Đấy, cũng khá là lâu rồi cũng chưa có gặp bé Hiếu ở cô bác ạ. Thì bé Hiếu thì là một cái đứa bé mà phải nói là rất là tinh nghịch đấy cô bác, rất là tinh nghịch. Chị nói là phò lần lên lần nào là với bà, nhà bà thì bà cũng phải nói là rất là nhiệt tình của bác ạ. Lúc nào lên thì cũng trước tiên là làm gì làm và phải uống nước đã rồi thì mới làm là tới công việc khác. Phò về còn khâu cả đó hoàn nào cả đó chúng ta hoàn nó không? Bây giờ nó tự hoàn nào? Nó này chắc phát điện à? Chắc phần đông đi. Bây giờ nó phát điện để cho hoàn chứ.
Bà có nói với cháu Lực rằng là nếu mà ngày mai là không mưa các bác nhá, không mưa thì sẽ gặt. Còn là như mà nếu mà mưa thì là không được gạt nữa. Này lý sao này cái khoản nào nó phone nọ. Ừ, các cái hôm nào vẫn còn lúc bắn chiều la mới lên cha một khuyên cha đâu đi lên nữa cha một khuyên cháu sao mà lắng chắc chạy đi cấp anh khoản nào À. là ô chi nào cứ Này trước thì không biết là các bác có theo dõi những cái video mà khi mà Quân làm ruộng không bác? Các bác cũng nếu như các bác có theo dõi thì rằng là không phải là nhà của Quân là làm muộn hơn cả các bác, làm vẫn cùng hàng xóm đấy, nhưng mà khi mà gieo mạ đấy thì do là cái phần mạ của bà gieo ấy là không có được là nảy mầm, cho nên là lại gieo lại lần hai thì mới gặt muộn hơn so với lại là những cái hộ gia đình khác cũng như là hàng xóm xung quanh nhà. Bây giờ thì một cái mùa đông chuẩn bị là đến rồi, hiện tại thì đang là vụ mùa thu của bác nhé, độ tầm là thêm là 2 3 tháng nữa thôi là một cái mùa đông là quay trở lại với lại là nhà của Quân rồi. Đấy. Mùa đông thứ hai là cháu Lực vẫn còn chưa thực hiện được cho em Quân. Đấy, Quân hiện tại là cũng đang đi làm để mà làm sao mà em mới thực hiện được cái ước mơ của mình là làm một cái chỗ mà che nắng che mưa cho nó ổn định cho ông bà với lại là bé Hiếu sống một cuộc sống là tốt hơn của bác. Đấy, bây giờ thì đến lúc bữa ăn cơm này của bác này còn thiếu thốn những cái giấc ngủ, hiện tại là những cái giấc ngủ này hay là những cái nơi mà ăn ở thôi thì cũng phải nói là không có còn được là ấm cúng một chút nào của bác. Nhà cửa thì các bác nhìn thấy là thùng hết khắp nơi này. Đấy, hầu như là những cái bộ quần áo mà nếu như những cái bộ quần áo mà dân tộc Kinh ấy, thì là đều được các cô bác anh chị là mạnh thường quân là gửi cho thôi. Đấy, bà thì với ông thì chỉ có hay là mặc những cái bộ truyền thống dân tộc Nùng thôi. Đấy, cũng rất là lâu rồi từ khi mà bố Quân mất ấy, là cũng không có dám mua thêm những cái bộ áo mới nào cho bản thân của mình nữa. Tất cả có những cái gì ấy thì dành tặng cho bé Hiếu với lại em Quân hết thôi. Rất là may là bà với lại là ông là còn nhận được cái khoản hỗ trợ trợ cấp của bên xã, người ta hỗ trợ cho ông bà là một tháng là đâu đó cũng mỗi người là 300 hay là 400 gì đấy cô bác ạ, để mà có những cái đồng tiền đấy sinh hoạt. Thì khi mà đi xuống cháu Lực cũng không có mua đồ mua đạc cho ông bà là nhiều nữa. Bà đây chính là ấy phéo cá phò phò à? Mình á, Ờ. mình nói dạng ấy xài lấy thấp tâu chứ nó Ồ. anh tự sắp phải để đây hoàn sao phải để đây cho một hoàn đây Ồ. ô khẩu cái bao nào vì quên này hỏi về thầy hỏi về ông viên bông phò với lấy ông như đây à rồi Khẩu có bao nhiêu là phò? bao bao lại với lại bao lại bao biến lại. Như vừa rồi bà có chia sẻ với cháu Lực với cô bác, thì nếu như mà Quân ở nhà đấy thì còn cho Quân để mà đi lấy đổi công này, thời gian này thì có thể là đang đổi lấy công của bác đấy, hoặc là Quân làm xung quanh nhà nhưng mà làm ở gần nhà đấy cô bác thì quả ra thật sự là một ngày là được khá là thấp. Quân thì ngày một lớn lên rồi cho nên là để mà nói em mới nhận được cái số tiền đấy thì nó không xứng đáng cả, tại vì là em ấy là làm rất là chăm chỉ. Đấy, em ấy cũng muốn là đi làm xa để làm sao mà kiếm được những cái đồng tiền đấy nhiều hơn về lo cho cuộc sống mà nó ổn định hơn cô bác. Đấy, ngồi với lại bà một chút thì cháu Lực sẽ tiếp tục là nếu mà có những cái tin tức gì ấy thì cháu Lực sẽ nói cho các bác cô chú cũng biết về tin tức của em Quân. Hiện tại thì nếu mà để mà Quân ấy, tự dưng quay trở lại thì nó rất là khó các bác. Có thể là có một lý do nào đấy là Quân chưa trở lại được rồi. Thì cháu Lực sẽ làm sao mà tìm cách để mà liên lạc được với Quân. Liên lạc với Quân thì biết là nguyên nhân tại sao. Cũng như là bác Mạnh Thường Quân có nói với cháu Lực rằng là sợ rằng là Quân là cũng cùng bạn với lại bé. Trước khi mà Quân đi ấy, thì là cũng có đi thêm là 3 người bạn nữa. Đấy, khi mà không có gì ấy, thì sợ rằng là
các bạn lại rủ quân là cắm xe này kia thôi. Đấy, thành ra là khi mà chưa có tiền chuộc xe, quân không dám về. Có vẻ như là đang ngồi đây thì nghe thấy tiếng bé Hiếu hay sao rồi. Hiếu tôi má rồi nó phò nọ. Hiếu à? À, bé Hiếu thì hiện tại là đang xuống dưới này rồi các bác ạ. Ờ phò. Xung quanh nhà thì bà với lại ông này, cô bác này ở nhà thì cũng tự phát cỏ này kia cho nó ngôi nhà không rậm rạp một chút. Đây, cái góc đây là cái góc mà để mà nấu cám lợn nho nhỏ. Đây thì cháu Lực còn nhìn thấy là có một cái chậu hoa phong lan này, xuống cũng khá là nhiều lần rồi nhưng mà cháu Lực chưa có để ý là cái chậu hoa phong lan này đâu cô bác nhé. Cái này thì là từ lúc mà có thể là từ lúc mà bố của Quân đấy. Này thì bây giờ đem mà đi chiết ra em đi trồng thì nó tốt hơn. Dưới kia thì có một em gái là đang vừa điệu rơm xong lại vừa có nghịch điện thoại nữa. Rơm này thì cũng tận dụng về để mà dự trữ cho cái mùa đông năm nay đấy cô bác. Mùa đông năm nay thì chỉ có gọi là đi cắt một chút ít cỏ voi này về trộn với lại là rơm thôi. Bà thì có vẻ như là cũng đang rất là ngóng bé Hữu này. Phó thì đây nhờ phó là làm giống bé Hữu. Có thể là chưa phải là bé Hữu các bác ạ. Thì mã tứ phó thái á. À. Đây là hôm nọ thì cháu Lực đi xuống các bác thì cũng nhà của bà với Quân thì có một con chó khá là lớn đấy, nhưng mà không may là bị chết luôn rồi, thành ra là lại mua cái con mới này. Mà sức của bà với lại ông thì chỉ có đi nhặt được những cành củi nhỏ này thôi, chứ mà để mà đi nhặt được những cành củi to như trước Quân ở thì là không thể được cô bác ạ. Đấy, giờ đây là cái chuồng dê này. Dê thì hiện tại là thì bé phò trứng thì đây phò. Đi bé phò trứng thì đâu lại? Dê của nhà bà thì bà lấy buộc ở dưới kia cô bác ạ. Máy cày thì không có Quân ở thì ông với bà là cũng chẳng điều khiển được cô bác. Mùa thì đâu đó là cũng gần được một năm rồi. Quân về thì Quân mới làm được thôi. Này phò với ông má phò nè. Bùa mặc á. Bà là đi nhặt những cái quả hạt trầu này này. Ôi dồi, xong là mà đem tách hạt là mấy nữa đem đi bán ấy. Con này cũng được cân đó là cân 10.000 các bác. Mấy cây thì chắc là cũng chưa bị làm sao các bác. Đi làm ruộng thì ra là những cái đinh dỉ sét này khi mà nó bị bung cái lớp sơn ra ấy, thì nó bị dỉ một chút nhưng mà không ảnh hưởng tới máy móc cả. Cái máy cây này thì để mà sửa thì nó sửa rất là dễ dàng các bác, nó không có cầu kỳ cả, nó sửa dễ hơn cả xe máy. Đằng sau này thì là cũng bị sạt từ hình như là đợt trước rồi các bác, nhưng mà thấy nghe bác của Quân kể thì ở trên kia này các bác này cũng đang có những cái vết nứt mà cũng khá là lớn rồi. Thế năm nay thì các bác cứ để ý rằng là có những cái nơi các bác nhá, nhìn đất rất là chắc chắn, không nghĩ được rằng là bị sạt đâu, nhưng mà không thể nào ngờ được bị sạt rất là dễ dàng. Còn là có những nơi thì là mình nhìn như kiểu là nó sắp bị sạt đến nơi rồi, nhưng mà nó không bị sạt cả. Nhìn các bác nhìn thấy cái cột nhà của nhà Quân này các bác này, bây giờ các bác nhìn thấy cái ngón tay của cháu Lực thì không bị được, không thẳng nữa, nó bị nghiêng rồi. Bây giờ nếu mà đo thẳng từ đây đi là cái phần dưới này thì là bị một chút nhiều, nhưng mà phần ở trên thì là bị nhiều hơn. Đây, một cái hoàn cảnh mà phải nói là rất là đặc biệt và rất là éo le ở trong thôn. Ông bà thì năm nay là cũng ở đâu đó là hơn gần 90 rồi các bác. Cuộc sống của ông bà thì phải nói là chưa bao giờ là ổn định cả. Lúc thì mẹ của Quân là bỏ đi, lúc thì mẹ của Hiếu, xong đến bây giờ thì là đến bố Quân. Hầu như là
kẻ đầu bạc đều tiến là kẻ đầu xanh hết cả cô bác ạ. Vậy vừa rồi thì cứ tưởng là bé Hiếu với cô bác ạ, nhưng mà chưa phải đâu. Bé Hiếu là chắc là đi muộn hơn một chút rồi. Thì má này ta có thưa phò, má này có thưa này. À, chó này thì là bà mua ở chợ về cô bác ạ. Cháu Lực là cũng vừa mới xuống cho nên là vừa mới gặp, cho nên là nó vẫn còn là khá là ghê. Thôi hôm nay đợt này thì cháu Lực nhìn thấy là xuống là có vẻ như là cái cây đào này hơi 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 trái mùa một chút này cô bác này. Thấy là nở 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 hoa đấy, không biết là các bác có nhìn thấy không ấy. Cây này bị nở hoa mất rồi cô bác. Hiếu thì nếu mà đi học ấy các bác ạ, là lên trên từ từ cái đường nhỏ này đi này, cứ men theo cái đường nhỏ này đi. Đấy, xung quanh nhà thì phải nói là cũng khá là rậm rạp các bác. Những cái cây quả chanh này, những cái cây quả chanh thì là cũng đều là được bố của quân trồng này, thấy là cũng khá là sai đấy. Đầm vào đầu quá của bác ạ. Bồ lá nó bắn răng kia. Bồ nào phò. Bà thì cứ bảo là cành trên kia là quả to hơn các bác, bà cho được hái thêm. Vậy nhưng mà hái một quả để cho cô bác cùng xem thôi. Quả này thì cũng rất là nhiều nước đấy. Mấy đứa mà bà đem đi ra chợ bán đấy, cũng được đâu đó là vài đồng. Đấy, được vài đồng thôi, được nhiều thì cũng không có nhiều đâu. Có mấy bạn nhỏ là đi học về các bác này, thì nhìn thấy cháu Lực là quay phim phát là đứng im một chỗ luôn. Nhanh lên nào. Nhìn thấy quay phim quá là đứng ở một chỗ luôn các bác. Đi học thì có những bạn lần lớn này thì bố mẹ là còn yên tâm là đi học là khi mà về cùng các bạn, còn là những em nhỏ nhỏ hơn đấy thì còn là bố mẹ hay là ông bà là phải đón. Đấy, mỗi người làm cái cặp sách là điệu và đi. Chị kia chắc là ba chị em của bác ạ. Ba chị em là đi với nhau. Bây ra bên kia thì các bác hàng xóm là đang gạt là rất là nhiều của bác ơi. Ở kia là một phần là đổi công của bác. À, một phần là đổi công, còn có chắc là một phần thì đấy thuê sao ấy, thấy là đông người á, đâu đó là cũng gần độ là 10 mấy 20 người các bác. Hầu như là vào cái thời điểm này đấy các bác thì còn nắng nhiều hơn ấy, bà con là gặt ra, gặt xong là phơi đấy, phơi để cho nó khô, để cho nó gọi là nó héo héo đi ấy, xong thì mới tuốt. Cái mùa này ấy, thì hầu như là bà con là tận dụng lại rơm rất là nhiều các bác ạ, để mà dự trữ cho mùa đông. Ở dưới nhà cháu Lực cũng thế thôi, dưới nhà cháu Lực là bố mẹ cháu Lực là cũng dự trữ để rơm này, dự trữ rơm để mấy nữa là còn là khi mà đến mùa đông đấy các bác là còn là còn có cái mà cho trâu cho bò ăn đấy. Có những gia đình thì nuôi rất là nhiều trâu, thành ra là phải lấy rất là nhiều. Vừa rồi thì cứ tưởng là bé Hiếu về đấy các bác, nhưng mà chưa về đâu các bác. Ở đây chờ bé Hiếu một chút đã, xem là một tí nữa ông đi đón về như thế nào. Cũng lâu lắm rồi không có gặp bé Hiếu rồi các bác ạ, khá là nhớ. Bà thì một cái dáng người mà phải nói là rất là bị còng lưng rất là nhiều các bác. Đâu đó bà thì chắc là tầm độ là 30 cân nữa. Ôi thì múa không? Cho lợn ăn rồi, bây giờ ấy, đến giờ ấy. Để mà nuôi được một con lợn mà lớn lên thì phải nói là rất là vất vả của bác ạ, lợn đấy. Một con thì chắc rơi đâu đó tầm độ là được 25 đến 30 cân gì đấy các bác. Lợn ở trên vùng cao thì đặc biệt là nuôi phải nói là cực kỳ là lớn chậm của bác ạ. Không cho cám một chút nào ấy.
những con đến lợn, những con lợn mà bà nuôi này thì với lại là nếu mà để mà đem ra chợ bán thì thứ nhất là giá nó cũng được hơn các bác ạ. Tại vì không cho cám ấy. Những cái công việc hàng ngày của bà thì ở nhà chỉ có là đi lấy rau lợn này, xong rồi là mà lấy cỏ nữa. Cỏ thì là hầu như chuyên gia là ông lấy nhiều hơn các bác. Dê của bà thì chắc là buộc ra phía bên ra phía phần bên kia này. Tại dưới kia thì có một cái vườn rau nho nhỏ của bà. Dê thì buộc ở dưới kia của bác này. Phía trước mặt các bác là có hai cái ngôi mộ. Có ngôi mộ phía bên kia là ngôi mộ bố Quân, ngôi này là ngôi mẹ của Quân. Nhưng mà ngôi mộ bên này là bên trong là không có xác đâu các bác nhé. Gọi chỉ là một cái hình nộm thôi, một cái hình nộm là để vào thôi. Bà bảo là hôm nay là bé Hiếu là đi học về đi học là muộn hơn các bác. Mọi khi thì đi học là về sớm hơn. Thế có thể là ông đi đón thì một phần là ông là về muộn hơn một chút. Là tí bé không? Bà là chuẩn bị là đi lấy dê không bác? Đi theo chân của bà xem là dê bà là buộc tới đâu. Và nhìn dê của bà thì vào thời điểm này sẽ lớn hơn chưa? Cái lá rong này thì là có rất là nhiều nha các bác này. Lá rong thì đến cái mùa Tết ấy, thì là mới dùng là nhiều hơn. Đây là cái lá rong là loại màu trắng này. Bên kia thì hầu như là đến tầm giờ này thì là hình như là làm là hăng hái hơn cô bác ạ. Tại vì là đến bây giờ thì là khí hậu là mát rời hơn. Đây là cả năm làm hục là cũng chỉ đâu đó tầm độ rơi tầm được là 2-30 bao thôi. Bác đi tận đâu lấy trâu về ấy? To đấy bác nhỉ? Ủa rồi, 3 con trâu liền. Trâu này thì đối với lại là nông dân đấy các bác, thì là một cái tài sản mà phải nói là rất là lớn. Nếu mà một khi mà trâu mà chết là coi như là bị mất tài sản luôn đấy các bác. Dưới phía trước mặt của bà là còn có cái ngôi mộ đấy các bác, nhưng mà không biết là ngôi mộ này từ bao giờ rồi. Bà Diêu ơi, từ cái đó thì phòng bà Diêu nè. Diêu phong phá lắm bà Diêu cơ. Cái ngôi mộ này là thuộc dạng là họ hàng nhà chú vừa dắt trâu đi qua đấy các bác. Lên trên này thì cháu Lực nhìn thấy là có hai cái quả quả bí chuối này các bác ạ, trên này ấy. Nhưng mà cái chuối này là cái chuối thuộc dạng là cái chuối rừng. Ấy, cháu này không biết là tự dưng chạy qua lại này. Tốt lắm à, phò. Cháu nhỏ là chạy ngược lại. Đang nói đến cái quả bí chuối này, các bác nhìn thấy chưa? Trong khá là đẹp này các bác này, có hoa này. Cái bí chuối thì là trổng ngược lên trời đấy các bác. Rất là lạ. Đây là chuối rừng, một phần là cũng để mà làm thuốc của bác chuối này ấy. Ông trồng một chút. Ở bên này thì là cái vườn rau của bà này. Đây là chắc là cũng ông với bà là tự làm thôi, không biết là ông với bà là trồng rau gì đây. Trồng một chút là rau cải với lại thêm là bí nữa. Ở
đây cũng là bác của quân này. À, được chuyến thứ hai đấy anh nhỉ? Vâng. Thế một ngày là điệu lên là được mấy chuyến anh? Năm chuyến. Mỗi năm chuyến á? Vâng. Thầy Hiếu có đi ra bên kia chưa anh? Thầy Hiếu ấy. Hiếu á? Vâng. Hiếu chắc là đi ở trong trường chưa về. À. Đấy. Còn cháu bé này hiện tại là mẹ chạy đi trước rồi, thành ra là cũng không biết về được bác. Cứ chạy lên quanh quanh ở đây thôi. À, không có xe máy để mà đi lại đâu bác. Thì dùng sức người để vận chuyển thì phải nói là đi đường bằng thì không sao, nhưng mà đi những cái đường dốc như này thì phải nói là cực kỳ là mệt. Mệt nhưng mà cũng vẫn cố phải làm thôi. Cũng có rất là nhiều các bác ấy nói là khi mà thực hiện ngôi nhà đấy thì là cũng là làm sao mà mua đất ở gần đường ấy để mà cho người ta phát triển hơn. Nhưng mà thật sự ra thì để mà nếu mà mua đất ở gần đường thì mua được các bác, nhưng mà thứ nhất là các em là phải biết kinh doanh này thì mới có thể là kiếm được tiền. Còn như mà làm nhà ở gần ruộng gần đường ấy thì hầu như là những cái thức ăn chính ấy, hầu như là gọi là cái công việc chính ấy, chỉ biết là đi ra làm ruộng làm nương là nhiều thôi. Ngoài ra bên kia thì là hoàng hôn là chuẩn bị lặn rồi các bác. Hiện tại thì cũng khá là tối rồi. Bé Hiếu thì chắc là vừa rồi các bác hỏi bác thì các bác nói rằng là bé Hiếu là đi sang phía cánh đồng bên kia chơi thôi. Trẻ con thì ở bên kia thì đang có một một số bạn là trẻ con là ở bên đấy là khá là nhiều. Cháu kia đuổi mãi không đi các bác ạ. Cũng ở đây là đợi bé Hiếu là một cái thời gian khá là lâu rồi các bác, không có gặp bé Hiếu. Và cái thời lượng video này thì cũng khá là dài rồi. Thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Sau khi mà cháu Lực dừng ghi hình thì cháu Lực vẫn sẽ tiếp tục là ở đây chờ đợi bé Hiếu thêm một chút nữa. Đấy, cũng như là ở đây một chút nữa rồi thì mới về nhà. Và cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn phần quà của cô Nguyệt. Và chúc cô cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Khi nào mà có tin tức của quân thì được tiếp tục là chia sẻ lên cho các bác cùng biết. Và có như thế nào nữa thì cháu Lực sẽ làm sao mà để cho giúp cho em quân là không phải đi làm công việc là xa như thế đấy cô bác. Đi làm như này thì mặc dù là em cũng đi kiếm tiền thôi đấy các bác, đấy nhưng mà rất là sợ em bị lừa.